Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Thư, và năm mới đã đến rồi. Thư chúc cho mọi người có một năm thật là nhiều sức khỏe và niềm vui nha. Trong video ngày hôm nay, Thư sẽ chia sẻ với mọi người một vài màu mắt có vẻ mắt luôn thì rất là thích hợp cho việc sử dụng make up hàng ngày của tụi mình. Ban ngày, ban đêm, đi học, đi làm, đi chơi đều có thể sử dụng được hết. Và mong rằng những bạn nào đang tìm kiếm cho mình những cái màu sắc mới thì sẽ nghĩ qua thử video này xem có lựa chọn nào phù hợp với mình hay không nhé. Và chúng ta cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Thư sẽ đi lần lượt từ màu giá thấp đến cao để cho mọi người dễ theo dõi ha. Màu đầu tiên Thư muốn chia sẻ với mọi người đó chính là màu S48 của nhà Innisfree Shimmer 48. Đây, màu này hoàn toàn là một màu cam luôn, không có bị lẫn màu hồng hay là kiểu đào đào ở trong đó. Thư thấy là nó cam hoàn toàn luôn á mọi người. Với chất hứng của Innisfree thì Thư thấy không bị bở và cũng không có quá khô, cho nên là dùng ngón tay hay là dùng cọ để lấy màu mắt thì nó đều rất là ổn, rất là ok. Khi mà make up mắt á, thì màu ở trên mắt mình đều rất là đẹp. Tuy nhiên với cái chất phấn của nhà Innisfree thì nó giữ màu ở cái mức trung bình thôi, là tầm 3 đến 4 tiếng thôi. Cho nên là mọi người đi đâu thì đi nhanh nhanh một chút xíu, đừng có ê a quá nếu như mà muốn cái make up của mình được giữ đẹp. Còn nếu không á thì mình khuyên là mọi người nên có những cái màu tương tự như vậy để các bạn mix thêm, các bạn trộn hòa trộn thêm để cho cái màu nó được giữ lâu hơn một chút xíu nha. Chứ đi 8 tiếng là Thư thấy là hết màu luôn rồi mọi người. Về là mọi người chỉ thấy một vài cái lấp lánh, nhũ lấp lánh nữa thôi, chứ cái màu cam là mọi người không còn thấy nữa đâu. Qua đến bảng mắt của hàng thì hiện tại Thư chỉ sở hữu duy nhất một bảng mắt của hàng đến từ nhà Roman thôi. Và Thư cũng đã làm review cho em này rồi. Chắc chắn là bạn nào theo dõi Thư thì sẽ biết bảng của Thư là bảng nó nghiêng về màu cánh hoa hồng khô, màu kiểu hồng đất một chút xíu á. Và Thư nhớ là Roman hiện tại cũng đã có 8 hay 9 gam màu rồi, chủ yếu sẽ xoay quanh là cam đất, hồng đất và màu nâu. À, có một bảng rất là đặc biệt là hình như là màu xám thì phải. Đó, cho nên những bạn nào mà mê những cái bảng màu mắt của hàng 4O thì các bạn hãy thử nghía qua của Roman nha. Bởi vì chất phấn của Roman thật sự rất là tốt, Thư phải công nhận á, đặc biệt là cái màu nhũ nha. Cái màu nhũ giữ màu được 5-6 tiếng có khi hơn luôn. Đi cả ngày về cái phần bọng mắt ở dưới này vẫn còn sáng trưng trừng trừng, rất là lấp lánh, rất là đẹp. Và một cái bảng mắt 4O như thế này á thì mọi người ít gì cũng sẽ đánh được từ 2 đến 3 cái kiểu mắt khác nhau á, cho nên là cũng không có bị thiệt thòi quá đâu khi mà mua một cái ô 4 màu như thế này. Và Thư thấy là với cái giá tiền của em này á, dưới 200.000 thì nó cũng rất là đáng đầu tư. Bởi vì đó, như nãy giờ Thư nói về cái chất phấn, về cái độ linh hoạt của nó thì Thư thấy là nó rất là ổn. Tiếp theo lại là một bảng mắt tiếp tục. Và bảng mắt này á thì Thư mới mua dạo gần đây thôi, nhưng mà Thư rất là thích nó. Đây là bảng mắt đến từ nhà Colourpop, bảng Going Coconut. Trời ơi, siêu đẹp luôn á mọi người. Đây, Thư sẽ cho mọi người xem. Đối với bảng trái dừa của Colourpop lần này á thì Thư thấy là về cái màu sắc á rất là đẹp, cho nên là mình mới mua. Dạo gần đây, trong một khoảng tháng rưỡi gần đây á, Colourpop ra bảng mắt rất là màu mè nha mọi người. Cam thì rất là cam, hồng thì rất là hồng, mà tím thì rất là tím luôn. Rồi họ còn cho một cái bảng mắt đen xì luôn á. Trời, nhìn vào giống như là ảnh trắng đen luôn á, nhưng mà không phải, họ làm vậy mọi người. Cho nên là rất là khó lựa màu. Thì một hôm nọ Thư thấy cái bảng này và Thư đã mua ngay lập tức. Nó rất là trung tính, không ngã hồng cũng không ngã cam. Khi mà mọi người đánh lên mắt á thì nó sẽ ra một cái màu nâu hơi khói khói luôn, rất là đẹp, rất là phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Đối với cái chất phấn lần này á, về độ bám màu Thư thấy là cũng rất là tốt. Nói chung là cũng giống như cũ thôi, giữ màu 5 đến 6 tiếng là chuyện rất là bình thường ha. Tuy nhiên về cái chất phấn khi mà đánh lên mắt á thì nó có hơi khác một chút xíu. Thư thấy là cần tầm từ 2 đến 3 lần lấy phấn á thì mắt mới đậm màu, rõ màu. Còn ngày trước á, những cái bảng Colourpop mà Thư có thì chỉ cần một lần hoặc là tối đa lắm là 2 lần lấy nhiều thôi mọi người, là mắt mình đã đậm màu rồi, đã tán ra màu rất là rõ rồi á. Với lại những cái màu nhũ ở trong cái bảng mắt lần này á, nó ít bị rơi xuống mặt của mình hơn, cho nên là mình thấy cái chất phấn kỳ này nó cũng hơi cải tiến hơn một chút xíu.
trong toàn bộ video ngày hôm nay, nếu như mà để trao vương miện hoa hậu thì Thư chắc chắn là sẽ trao cái cho em bản mắt dừa này của Colourpop nha. Bởi vì màu sắc rất là đẹp, chính ô có cả gương, màu rất là dễ sử dụng, sử dụng hàng ngày, đi tiệc, đi chơi, đi học, ban ngày ban đêm gì cũng được hết đó. Cho nên những bạn nào á mà tụi mình muốn mua một cái bản mắt sử dụng dài lâu thôi mà sử dụng được cho nhiều trường hợp á, thì Thư khuyên là mọi người hãy thử nghía qua thử cái bản này của Colourpop nha. Nếu như mà không thích màu này thì hãy thử nghía những cái bản khác của Colourpop cũng được. Bởi vì giá của Colourpop rất là mềm á mọi người. Với lại nó màu sắc, chất phấn, nói chung mọi thứ đều ổn trong tầm giá hết. Cho nên là nếu như muốn mua màu mắt á thì Thư khuyên là hãy nghía thử qua Colourpop. Hoặc là ở trong cái tầm giá bình dân á, còn một cái tên mà Thư rất là thích đó chính là Morphe. Thì mọi người hãy thử nghía qua những cái bản mắt của Morphe và Colourpop thử nha. Tiếp theo lại là một bản mắt tiếp tục. Từ đây tới cuối chỉ là bản mắt thôi mọi người ơi. Và nếu như mà trong cái video về make up hàng ngày á, không có em này á, thì rất là thiếu sót ha. Vâng, chính xác là bản mắt Colourpop Jessbly này đây. Thì cái em này á xuất hiện trong video của Thư quá trời lần luôn rồi. Thư nghĩ là những bạn nào á mà mê make up thì cũng biết em này đúng không? Màu sắc của em này á thì như mọi người thấy nó sẽ hơi nghiêng cam một chút xíu. Những bạn nào á mà thích tông cam á thì các bạn có thể tham khảo thử bản này. Và bản này á thì nó có tới 12 màu lẫn á mọi người. Cho nên là mọi người tha hồ mà sáng tạo rất là nhiều kiểu mắt khác nhau luôn nha. Dùng hoài mà không hết luôn á. Thư mua cái bản này nó thật với mọi người, bây giờ là 2 năm rồi nhưng mà chưa có cái ô nào cạn màu hết. Bởi vì nó quá nhiều màu nhưng mà mình chỉ sử dụng một vài màu nhất định ở trong này thôi. Mua một bản rất là đáng tiền. Về cái chất phấn của em này á thì nó hơi khác với cái em dừa khi nãy mình nói. Cái chất phấn này nó khá là ăn phấn nha. Mọi người chỉ cần một cái quẹt đi trên mắt của mình thôi á thì màu đã lên khá là rõ rồi. Cho nên là kinh nghiệm lấy ít và phải cọ nha mọi người. Những bạn nào mà mới tập make up á mà sử dụng những cái bản mắt Âu Mỹ như thế này á thì tụi mình nên cẩn thận với nó nha. Không là một cục rất là khó tán và nó rất là xấu á. Cuối cùng trong video ngày hôm nay sẽ là bản mắt đến từ nhà Tarte. Đây là bản mắt Thư muốn giới thiệu cho mọi người. Em này thì Thư mua cũng chắc được tầm 1 năm rồi á. 1 năm hơn luôn rồi á. Đây, màu của em nó thì như thế này. Khi mà mua bản này á thì ngoài 7 ô tụi mình sẽ có thêm một cái ô lớn là cái ô highlight tắt sáng á mọi người. Đó thì cũng khá là lời đúng không? Mua bản này thì Thư thấy nó cũng không có lầm. Nhưng mà về cái màu sắc ở trong cái bản này á, như những cái bản màu mắt khác, mọi người sẽ thấy một cái màu nó nổi bật lên ở trong cái bản mắt, thì cái màu đó chính là cái màu tổng thể mà cái bản mắt nó biểu hiện đúng không? Nhưng mà cái bản màu này của Tarte á thì nó không có cái màu nào nổi bật cho lắm. Nói chung đa số những cái màu ở trong này á nó đều rất là bình á. Hồng thì cũng không hồng quá, nhưng mà vàng thì cũng không vàng quá, nâu thì cũng không nâu quá. Đó, nói chung là cái bản này á rất là thích hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Chất phấn của em này á thì Thư thấy nó hơi ướt một chút xíu, cho nên là sau khi đánh tầm 1 đến 2 tiếng á thì cái màu mắt lúc đó thật sự mới là đẹp xuất sắc. Thiệt, chưa bao giờ mà Thư thấy Thư đánh cái bản này mà vừa đánh xong mà Thư thấy màu mắt của mình đẹp hết trơn á. Toàn là đi chơi một hồi sau đó nhìn lại gương thì Thư mới thấy là wow, sao hôm nay mình đánh mắt đẹp thế. Đó, như vậy thì cái bản này á Thư khuyên là những bạn nào mà đi làm á, đi học cả ngày á thì các bạn có thể sắm cái bản này nha. Bởi vì màu nó càng lâu càng đẹp đó mọi người. Về cái độ giữ màu á thì cũng rất là tốt nữa. Hơn 6 tiếng là chuyện có thể xảy ra nha. Và bình thường luôn á. Cái bản này Thư đánh từ sáng đến chiều đi về nhà thì Thư thấy là mắt của Thư nó vẫn, cái tổng thể nó vẫn còn rất là mới, nó rất là đẹp. Đó, thì cái bản này là cái bản mắc nhất ở trong cái video ngày hôm nay. Lời cuối trước khi kết thúc video này thì chắc chắn là rất là nhiều bạn theo dõi Thư từ đầu đến giờ, các bạn sẽ đang thắc mắc là vì sao dạo gần đây Thư không ra video mỗi tuần nữa. Thì Thư rất là xin lỗi mọi người, đây là cái lời xin lỗi chính thức từ Thư gửi đến cho mọi người, rất là xin lỗi mọi người ha. Tuy nhiên thì Thư nghĩ là mọi người sẽ mừng cho Thư, bởi vì dạo gần đây đang là cái thời điểm thực tập của những cái bạn sinh viên năm cuối, thì Thư cũng đang là sinh viên năm cuối rồi, cho nên là mình đã tìm được chỗ thực tập và mình đi thực tập rồi. Một ngày làm văn phòng 8 tiếng thì như mọi người biết đó, thì chỉ có thứ bảy chủ nhật là mình mới có thời gian rảnh để quay video thôi, nhưng mà đôi khi là thứ bảy chủ nhật mình cũng không có rảnh luôn. Cho nên là cái việc ra video nó đôi khi nó bị gián đoạn một chút xíu, nhưng mà Thư vẫn đảm bảo là sẽ ra video chứ Thư không có bỏ kênh nha mọi người. Thư không có bỏ kênh nha mọi người.
Mọi người cứ đăng ký và lâu lâu Thư up thì mọi người vào xem, like và comment thì Thư rất là vui rồi. Thư rất là vui, rất là... Nói chung là rất là cảm ơn mọi người, rất là cảm kích vì cái sự yêu thương của mọi người rồi. Cho nên là mong là mọi người sẽ ở đây và ủng hộ cho Thư nha. Nếu như các bạn thích video này của Thư thì đừng quên like và đăng ký kênh của mình ở phía bên dưới nha. Và rất cảm ơn mọi người một lần nữa đã xem video đến giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại.